Chào mọi người nha. Hôm nay ăn buổi trưa cũng lu bu công việc, không có ăn uống gì, đói bụng quá. Ghé chỗ bún bò lên sao cột mắt Phan Trị ăn, mọi người thấy ăn cũng ngon, nhưng mà chia sẻ cho mọi người địa điểm này nha. Quán này thì nó ngon mà cũng dạng bình dân nha mọi người, giá cũng được lắm. Anh em nào có ấy thì thích thì ghé ăn nha. Tôi chia sẻ cho mọi người cái địa điểm này, mở Google Map nó nằm đây nè mọi người. Tụi mình search bún bò lên nha, bún bò lên nè, bấm vô. Đấy, nó nằm ở đây nè, bún bò lên nha. Đây là cô mát Phan Văn Trị nè mọi người, cô mát Phan Trị nha. Bò lên tôi đó, nó làm em xoa đi con chị robot nè. Vậy nha mọi người, đầu này là đầu Phạm Huy Thông rồi Phạm Văn Trị Nguyễn Văn nha. Mình đi xuống đây chút cho mọi người xem cái địa điểm này nữa nha. Vậy nha mọi người, có ấy thì ghé qua ăn thử cũng ngon, giá cả bình dân thôi nha. Tạm biệt mọi người.